Shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình mới nghiên cứu được một cái sản phẩm mà mình thấy rất là ngon luôn. Một cái cốc Cotomet nha, hàng này hàng Việt Nam thôi, không phải hàng Thái đâu. Thẳng anh em như vậy, đây này. Đó là hàng Việt Nam thôi, thì cái hàng là dạng hàng trong kho của Honda cái đời đầu ngày xưa, nó rất là lâu rồi. Cái này nó rất là lâu rồi. Thì người ta để trong kho, người ta không có xuất ra anh em. Nên cái này nó cũng phải từ đợt đầu năm rồi. Bên đó bên này mình mới kiếm được một mấy bộ nha. Thì cái giá này nếu mà xuất ra thị trường thì nó khá là cao đó. Cái này nó ra thị trường nó khoảng 300-400 ngàn một cục này này. Cái này nó là cái cốc Cotomet của dòng ZX Future với lại quay Thái 110 nha. Đó là cái thắng đĩa là nó sẽ sử dụng cái loại cốc Cotomet này. Nó thẳng là cốc Cotomet 110 đi cho anh em dễ hiểu. Cotomet thắng đĩa ZX đồ đó. Thì cái con cốc Cotomet này này nó sẽ có một cái hay, đó là ở đây nó có một cái logo cánh chim này. Đây anh em thấy không? Này logo cánh chim này. Thì chỉ có mấy con cóc xịn nó mới có thôi, còn nếu anh em ra ngoài thị trường anh em mua hàng lô á là nó không có cái logo đó đâu, số má gì nó không có hết á, còn cái này nó đầy đủ hết cho anh em luôn. Cái cóc này là cóc Honda nha, Honda Việt Nam thôi, nhưng mà xài thì bao ok luôn. Anh em nào muốn mua thì liên hệ với Đạt. Thì cái con này giá thị trường nếu mà xuất ra thì giờ cái này nó không có hàng anh em, cái này thì Honda Việt Nam nó không có hàng, nó bán luôn á. Thì hôm nay mình sưu tầm được một ít thôi, cái này thì cũng có ít không có nhiều. Giá của nó là 150 một cục nha. Anh em nào lấy liên hệ với Đạt. Với anh em mà chơi quay 210 ZX hay là phu chờ 110 mà bị hư có Cotomet thì có thể liên hệ với Đạt. Cái này nó mới tin 100% luôn cho nên là xài rất là ngon, chứ không có phải là nó bị lỗi gì nha. Đây này, đây nó có cái số nhỏ dưới này nữa này. Đấy ha, đúng chuẩn zin cho anh em luôn. Thì anh em nào muốn mua có thể liên hệ với Đạt nha. Giá là 150 một cục thôi, rất là rẻ. Thì bao giá này là anh em ta mua về gắn là quá ngon rồi, bằng giá mà hàng hàng theo xe mà hàng tệ luôn nha. Chứ ngày trước đã bán con Cotomet này là nếu mà con nào đẹp đẹp toàn 4-500 một con không á, 3-400, 4-500 một con. Còn mấy con mà tầm 150 này là đa số là mấy con mà nó không được đẹp thôi. Dạng như nó bị mẻ, bị xích này kia là nhiều, hoặc nó bị đen. Còn con này thì nó mới 100% luôn và cái màu nó cũng còn rất là tươi nha. Màu nó trắng lắm chứ nó không có phải bị đen nha. Thì nếu mà anh em chúng ta muốn mua hàng mới thì anh em có thể liên hệ với Đạt. Giá là chỉ có 150 ngàn một cục thôi, rất là ok. Còn nếu anh em muốn chơi theo xe thì Đạt này hết rồi. Anh em muốn chơi theo xe thì cũng ngày trước thì nó có mà này nó tạm hết nha. Anh em là muốn mua loại nào cũng có hết. Thì theo xe thì nó có cái ngon của theo xe, mới thì nó có cái ngon của mới. Tùy vào anh em chúng ta lựa chọn anh em yêu thích cái loại nào thôi. Chứ mình thì không chê hàng theo xe hay là không chê hàng mới gì hết. Tại vì mình bán các loại mà. Đó, thì anh em là muốn mua thì có thể liên hệ với Đạt nha. Đây logo quán chim đây. Đấy chuẩn bài nha anh em nha. Rồi ok, cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với số điện thoại của Đạt 0915 434 913. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em vào những video tiếp theo nhé.